là Hàn Quốc đi nha. À? Không biết á. Trên TikTok có bạn nào ăn thử món này chưa ta? Ừ, hôm nay Hàn có giỏ hoặc là cái tớ là ăn bắp nha, ăn bắp để chắc như bắp nha. Cuốn còn xanh mơn mởn nè, các bạn xem này. Cuốn còn xanh mơn mởn nè. Rất là thơm ngon, những chàng trai, cảm thấy những cô gái. Trời ơi, ai cho món này nữa gần 2 tháng rồi đó, hôm nay ăn thử xem coi nó còn ngon không. Cũng còn thơm các bạn. Không thấy những cô gái này Hàng sẽ chế cho cái chén to. Có những chàng trai, Hàng sẽ chế cái chén tròn. Hàng chỉ cho, Hàng không có thêm mắm muối đường ớt gì hết. Hàng chỉ cho là đây là hành ngò và đây là hành phi thôi. Hàng nhớ hồi xưa á, hồi sinh viên á, Hàng hay ra đại học công nghiệp các bạn, đi mua bắp nướng ăn á. Ở ngoài đó có bán bắp nướng, được coi là nướng rất là ngon luôn. Bắp nướng bóng thái thơm ngon quá, ăn cùng Hàng nha. Ừ. Bạn nào ăn ngọt rất là ngọt quá thì nhớ cho đường nha. Ăn thử nha. Ăn vô nghe tùm mắm không? Bắp ngọt lắm mà ơi. Nhưng mà bây giờ nghĩ á, bắp đó là mới thấy nó sẽ rất là ngọt rồi, không bỏ đường và mắm. Mà khi chế mắm vô thì nghe toàn mắm không? Không nghe mùi vị gì của bắp hết. Chết rồi. Bị bắp thằng nói chuyện thật. Không có tanh nha. Còn thấy mắm không có tanh luôn. Vị hơi mặn xíu. Rất là thơm và hành phi vàng lá. Đó thì rất là ngọt. Cái món này đó mà muốn ngon á, các bạn phải lựa bắp ngọt nha. Cái bữa hái á, mới ngon. Chứ Hàng thấy đa số bắp ngoài chợ bán lắm. Bắp để lâu không, ăn nó mất vị ngọt. Đó là Hàng luôn phải bỏ nhiều đường, nhiều muối vô. Hàng thấy á, mùi vị của hai mắm này á, hình như giống nhau á. Nhưng mà mắm của cô gái thấy thì nó mặn một xíu thôi. Ít thôi, nhiều quá mặn. Đây là độc lạ, Hàn Quốc đi nha, chứ mày độc lạ Bình Dương nha.